Vũ, mày đâu đây? Mày nhớ tao không? Tao không thức nè, học chung mày cấp 2 đó. Lộn người rồi. Trời ơi mày sao vậy? Tao không thức nè. Nó lộn người rồi. Gì kỳ trời? Bạn bè mày làm gì vậy? Vũ, Vũ. Ủa thằng này kỳ trời. Bạn bè lâu ngày gặp lại mà làm giống gì chạy mất tiêu trời. Dạ chào anh. Chào anh. Ê, có ai quan kênh tao không mày? Mày ở đâu mày tới đây chi vậy? Thằng tính cụ gọi tao, kêu tao lên đây có việc. Việc gì gấp lắm. Ông đâu có nói về tao đâu. Hay ông gài mày lên đây, ông xử mày, rồi quan sát mày. Mẹ mày. Mày giỡn cái đó tao đập chết mẹ mày nha mày. Giỡn chút xíu thôi, mày làm gì mà ghê vậy? Hàng của mày đưa qua cho tao á, đưa cho đám gái xài thử, nó nói ngon. Mày đặt nửa giùm tao đi. Từ từ, tao vừa mới dính một vố, mất thêm mớ tiền nữa. Để tao giải quyết xong, tao mới có đầu óc để giải quyết vụ của mày. Cái gì mất tiền của vậy ông nội? Thôi, mày đừng nhắc chuyện đó nữa. Con này nhìn đá mày. Mấy đứa này là tiếp viên không ạ? Ê, đứa nào mày? Mẹ mày. Con Ngọc. Ngọc. Con mà bữa trước phải không? Sao nhìn nó hết hồn vậy? Thiệt tình là tao không có ham gái, mà tao nhìn nó tao cũng chạy được miếng. Mày sẽ đắp cho tao một kẹo. Tối nay tao ở lại, tao ngủ với nó là coi. Tao còn không có cửa nữa chi mày. Mày giỡn hoài mày. Bao nhiêu tao trả? Vấn đề không phải là tiền bạc, mà tại con này bây giờ nó chỉ đi khách 2 ngày một lần. Nếu bây giờ mà đi thì khoảng 2 ngày sau nó mới đi lại được nữa. Trong khi đó hả, danh sách đặt cạch của nó năm tới cũng không biết hết chưa nữa. Mà sao hồi đó nhìn nó quê mùa mà giờ nó lột xác đẹp dữ vậy mày? Con nhỏ này mà đẹp cái gì? Anh Huy, vào trong đi. Anh tính đâu? Anh bỏ hết mọi thứ trong người ra, trừ quần áo, vô đây. Còn cái đồng hồ nữa kìa. Đến tao mà tụi bay không tin nữa à? Anh Huy thông cảm, mấy đại ca khác thì cũng giống như anh. Chào mấy anh. Ê, chú mày cũng tới đây nữa hả? Ông bậy quá. Hả? Chú Huy đây cũng nằm trong bộ tứ quyệt lực mà. Ông quên rồi hả? Phải không chú Huy? Ông bậy rồi.
Nhớ thì tao không nhớ hết đâu. Nhưng mà tao không thể nào quên được một thằng đã xử thằng Dũng mụn để chiếm cái ghế của nó. Là mày. Tôi chỉ nghe lời anh hai, để tôi tới đây. Còn anh muốn nói gì á, tôi không quan tâm. Phải. Cái mày quan tâm bây giờ là tân bốc tiếng cùi cho tốt, đúng mày? Ê nè, mai mốt là có thêm thằng tám mặt quỷ nữa, là tụi mình là bộ ngũ rồi đó. Nhưng mà tao nghĩ là như vậy nè, ví dụ như là quánh bài cào, quánh xì dách hay là lắc bầu cua gì á thì 5 người được, chứ chơi chặt hẻo 4 người à, dư tụ kỳ quá ha. Ê, không có được nha mày. Hả? Mày với thằng tám mặt quỷ đánh tay đôi chắc vui lắm ha. Mày kích tao hả? Làm gì nóng vậy tiền bối? Nè, tụi bay làm gì vậy hả? Như đã thông báo, hôm nay là ngày trọng đại của tổ chức, vì ông lão lần đầu tiên xuất hiện. Thôi đừng khách khí, ngồi xuống đi. Tụi bay còn nghi ngại gì nữa, ngồi xuống hết đi. Những lần trước anh em đã diện kiến với ta, có nghe được giọng nói, nhưng mà là cái giọng biến âm. Bây giờ người thật, giọng thật, chắc là lạ lắm phải không? Anh đây thì không nói làm gì, vì anh biết ông lão quá rõ. Nhưng mà các chú, cũng mong các chú thông cảm nha, vì là nguyên tắc của tổ chức ai cũng... Đừng nói dài dòng, ai cũng hiểu. Dạ. Mục đích ta xuất đầu lộ diện hôm nay đi gặp các anh là để giải quyết hai chuyện. Một, tám mặt quỷ gia nhập tổ chức. Hai là cơ cấu lại hoạt động tổ chức. Dạ thưa ông lão. À không, thưa đại ca, trước hết là tụi em vô cùng cảm kích khi đại ca xé rào cho tụi em gặp mặt. Tại ta nghe nói chú hâm dọa nếu như cho tám mặt quỷ gia nhập vào tổ chức thì chú sẽ ly khai, cho nên ta cũng sợ. Dạ thưa anh, em đâu có dám hổn như vậy. Ý em là mọi chuyện do đại ca sắp đặt vậy. Theo ta được biết, trong bốn anh em chúng ta chỉ có cậu Quy, chỉ có cậu Quy là chấp nhận cho tám kết nạp, có đúng vậy không? Dạ đúng à. Tại sao? Sau khi chúng ta tiêu diệt được Tiệp Sẹo thì giang hồ Sài Gòn bây giờ chỉ còn có tám ma quỷ mới đủ sức đương đầu với chúng ta. Nhưng giờ có sự giúp sức của anh Tư nên những ô dù của tám ma quỷ đã bị tiêu diệt hết. Thế lực của tám ma quỷ bây giờ cũng đã rất yếu, chỉ hoạt động tại địa phương mà thôi. Nếu như anh muốn thì chỉ cần búng tay một cái cũng có thể tiêu diệt được tám ma quỷ. Tuy nhiên, có một điều mà chúng ta không thể chối cãi, đó là tám ma quỷ được sự kính nể của giang hồ hơn là tổ chức của chúng ta. Lý do? Vì từ trước tới giờ, tám ma quỷ đối xử đúng chất giang hồ trượng nghĩa như những anh em bị sa cơ thất thế. Thứ hai, về mặt tâm lý, những nhóm lẻ tẻ khác khi thấy tổ chức của chúng ta ngày càng phát triển mạnh thì rất sợ bị tiêu diệt, cho nên bọn chúng cũng âm thầm đứng về phía tám ma quỷ. Vậy là chúng mày nghĩ là nếu có đụng độ thì tụi nó sẽ ủng hộ tám ma quỷ hả? Đúng vậy. Vì hiện giờ chỉ có tám ma quỷ mới đủ sức đối trọng làm đối thủ của tổ chức tụi mình. Nếu vậy thì chỉ có một cách duy nhất, săn bằng cái ổ của tám ma quỷ.
bình định cái giới xã hội đen này. Ê, còn có nên. Ê xìu sủi, tao nói cái gì mày cũng cản là sao? Mày thập cái bánh xe hả? Mày muốn ăn thua đủ không? Chỉ có mấy thằng võ miền đầu đất như mày, đụng đâu cũng đánh hết. Tao là thằng đầu đất, còn hơn là cái thằng không có chữ như mày. Kệ mẹ tao, một chữ kệ tao. Im cơ. Trước mặt ông lão mà tụi mày dám lớn tiếng như vậy hả? Thôi à, em xin lỗi đại ca. Mày đó. Xin lỗi. Cậu Huy nói tiếp đi. Dạ. Còn về mặt thứ ba là hiện giờ anh em ai cũng biết Bộ Công an đang ra chiến dịch đánh tổ chức chúng ta. Cho nên để tổ chức chúng ta có liều lĩnh làm chuyện gì đó thì rất có thể hậu quả sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Quá hay. Chú quả là có cái đầu hơn người, phân tích rất là khoa học. Ý của chú Huy á cũng giống như ta. Dạ. Chú Đạt. Dạ. Ý chú làm sao? Thì em sao cũng được, tùy ý đại ca. Còn chú Hải. Dạ. Nói gì đi chứ, sao em ra vậy? Dạ, em thì thấy Huy nó rất hợp lý. Em ủng hộ tá mật quỷ gia nhập tổ chức. Dạ, ý sếp sao á, em đều tuân lệnh. Vậy coi như việc này đã được giải quyết xong. Chuyện ân oán cá nhân của chú và tá mặt quỷ phải được dẹp bỏ. Nếu không, nội bộ sẽ bị rối ren. Mày nghe chưa Đạt Khung? Hiểu. Tốt. Phải đoàn kết thì chúng ta mới mơ tới ngày làm bá chủ giang hồ. Điều thứ hai là các chú phải cơ cấu lại tổ chức của chúng ta. Qua vụ tá mặt quỷ, ta nhận ra rằng thị trường bất động sản đang đóng băng. Đó là miếng mồi béo bở để chúng ta chuyển hướng tấn công. Một mặt là để chúng ta rửa tiền, mặt khác là để đầu cơ, đón đầu làn sóng các nhà đầu tư quay trở lại khi kinh tế khởi sắc, đúng không? Ý đại ca muốn nói là bỏ qua tất cả những mảng truyền thống đó hả? Không phải như vậy. Bài bạc, mại dâm, bảo kê, cho vay nặng lãi là bản chất của bất cứ tập đoàn tội phạm nào trên khắp thế giới. Tổ chức này cũng không phải là ngoại lệ. Chỉ khác là mình không buôn bán ma túy như tụi nó. Nhưng khi chuyển qua đầu tư bất động sản thì việc hợp pháp hóa với đồng tiền dơ bẩn từ các hình thức kia nó lại dễ dàng hơn. Có đúng không? Đúng vậy. Đến lúc đó, nếu như chúng ta bị công an tập trung đánh quá, có thể tạm thời dẹp bỏ những mảng kia, chỉ tập trung vào bất động sản. Vì ở mảng này chúng ta làm chơi nhưng mà ăn thiệt. Cũng có lý. Được, ta sẽ giao cho cậu Huy lo việc này. Hãy nghiên cứu lập ra một công ty bất động sản để dễ bề hoạt động. Mà ví dụ đầu tiên chính là khu đất vàng của tám mặt quỷ. Dạ, em sẽ cho người dàn mặt công ty trung gian kia giành lại miếng đất, bán lại cho người nước ngoài. Chúng ta bỏ túi ít nhất cũng cả triệu đô đó.
Nhờ có anh tác động nên ông lão mới cân nhắc chú đó. Dạ, em biết mà anh. Lịch sử từ cổ chí kim cho thấy con người ta đâm chém nhau chỉ vì hai thứ: quyền lực và tiền bạc. Có tiền thì có quyền, mà có quyền thì càng dễ kiếm tiền. Vì vậy đây là thời cơ rất lớn cho chú và anh tạo dựng nên lịch sử. Chú hiểu không? Dạ, anh nói rõ hơn đi. Với vị trí mới được giao, tiền nổi tiền chìm của toàn bộ tổ chức do chú kiểm soát. Việc chú đầu tư bao nhiêu, sinh lời bao nhiêu, đâu có ai biết được. Chú là dân kinh tế mà. Chỉ cần bùa phép một chút cũng đủ để cho anh em mình trữ vốn. Rồi một ngày không xa, khi tài chính đã vững mạnh, thì việc anh em mình cùng nắm tay nhau độc bá giang hồ là hoàn toàn có thể. Ý của anh muốn... Phải. Ông lão làm được thì hà cớ gì mình bó tay. Lão ta chỉ là một lão già hết thời thôi. Khi bức màn huyền thoại bị gỡ xuống thì sự thật trần trụi lộ ra. Ông lão chỉ là một lão già vô dụng. Và anh với chú chính là người có sứ mệnh hạ bức màn đó xuống. Dạ đây cả. Thằng chó Huy, biết rồi không thằng nào coi tao ra cái gì hết. Bởi vậy anh, sao em thấy anh có vẻ hờ quạo quá vậy? Biết rồi không có thằng nào coi tao ra cái gì hết á, bây giờ lại thêm thằng Tám mặt quỷ nữa. Cái tình hình này á, tụi nó coi tao như là thằng tà lọt. Vậy bây giờ mình tính sao anh? Tao có kế này, vừa trả thù riêng, vừa làm cho lão già đó ngắm bồ hòn làm ngọt. Nhưng mà kế gì anh? Trong đám tụi bay có thằng nào dám hy sinh vì tao không? Dạ em đại ca. Ờ, tao cần một thằng thích khách, thích khách kinh kha, hai tay hai cây hàng, xông thẳng vô động của thằng Tám mặt quỷ rồi gây chuyện ở đó, khiến cho nó chém. Lúc đó tao mới có cớ để mần thịt tụi nó. Kiểu này chết chắc. Chính nhắc. Anh hai, để em đi cho. Mày đúng là giang hồ thứ gì. Sao, cuối cùng thì cũng được gặp mặt mỗi ông lão hả? Phải. Nhưng mà chuyện đó bây giờ không quan trọng nữa. Bây giờ là chuyện thằng Quy được ông giao cho một cục tiền quá ngon để đầu tư vào bất động sản. Cái này chắc tính cùi mớm cho ổng đây.
Có thể. Hai thầy trò đã chia nhau vỗ này quá đã. Thôi kệ, không ảnh hưởng tới mình thì thôi. Ông lèm bèm á, tới tay tính cùi thì chết á. Tôi biết rồi. Hàng này của ai đây? Cái này của tính cùi đưa tôi. Đưa tôi dùng thử. Ông đừng có dốc. Tính cùi chỉ giao vừa đủ cho đám gái chơi để dễ quản lý thôi. Bịch này tôi tìm thấy trong tủ của ông. Khai thiệt đi. Hàng này là hàng mẫu. Ở đâu không có? Thiệt ra tôi cũng có ý buôn thử hàng này coi sao. Coi nó làm sao. Tôi thấy nó ăn quá mà. Ông bị điên hả? Có biết là dính vào mấy cái thứ này là tử hình như chơi không? Tôi nói rồi, tôi chỉ nghiên cứu thôi chứ đâu có chắc tôi làm đâu. Nếu ông muốn chết thì ra khỏi cái nhà này. Đi luôn đi. Nhưng tôi nói cho ông biết, xéo khỏi cái nhà hàng của tôi. Tôi không muốn liên lụy, nghe chưa? Tôi cũng cấm ông bén mảng về nhà. Tôi nói là tôi không có làm mà. La hoài. Tôi ăn ở với ông bao nhiêu năm, tôi đi guốc trong đầu của ông á. Ông đừng có hòng mà qua mặt tôi. Mày thôi đi. Mày nghĩ mày là ai mà mày chống đối tao này nọ vậy? Mày nên nhớ, mày dựa hơi tao mày mới có được những ngày hôm nay nghe chưa? Đừng có giả vờ ngây thơ nữa. Thời thế bây giờ thay đổi rồi. Tôi nói cho ông biết, tôi chỉ cần ho một tiếng, coi như đối với tổ chức ông chẳng là cái thái gì hết. Mày dám qua cầu rút ván hả Diễm? Tao không muốn thấy mặt mày nữa. Xéo. Mày xéo đi. Anh ngồi đây nha. Mấy đứa chăm sóc cho anh nha. Chị ra ngoài một chút. Tại sao có thể làm như vậy được? Gì vậy? Hả? Tại sao? Mẹ nó. Tao là đàn ông mà. Sao vậy? Sao mày có thể làm như vậy được? Sao vậy? Có chuyện gì mà người tình của em sao máu vậy hả? Biến đi. Gì vậy? Hôm nay á, em mà anh cũng đuổi em sao? Gì vậy trời? Ê, tao nói mày biến đi, để cho tao yên. Cút đi. Mày điên hả thằng điên? Biến. Biến đi. 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 Mày làm gì vậy? Mày khùng rồi hả? Ra ngoài. Mẹ mày. Đúng là tráo trở mà. Mốt đừng có hòng bà chiều chuộng. Cái chuyện gì mà bực mình vậy? Thiền cha hãy lé đó. Bữa nay mắc cái quái dở chứng bất tử, nổi quạ với tôi à. Sao? Trong khi mình thấy khứa như vậy, có lòng vô an ủi, đúng là làm ơn mắc quái. Bi có biết là ông bực mình chuyện gì không? Chắc là bị mụ Diễm cắm sơ muối chứ gì.
Đó, tôi vậy nè, vậy mà cũng bày đặt chơi bay nữa. Để coi, mai mốt năn nỉ gãy lưỡi á, tôi có cho đụng vô không? Ừ, rồi để coi, không có con này á, có chịu nổi hay không? Nhưng mà có khi nào á thằng Chả tính toàn ten bà lại không Ngọc? Ngọc, Ngọc, tao đã nói rồi, mày biến đi, mặt mo quá vậy. Đỡ đi, tiếp tục đi My. Em không phải là My, có được không anh? Thì kể từ ngày hôm nay em sẽ là của một mình anh thôi. Ai không được với em thì được. Ê, khoan đã. Sao vậy? Sao em làm anh mất hứng quá vậy? Nhưng mà em muốn có một điều kiện. Điều kiện gì em nói đi. Điều kiện gì cũng vậy thôi. Nói đi. Ăn hết. Có em nào xinh xinh phục vụ không? Đi em. Dẫn anh đi vui vẻ nha em. Mình đi anh. Đi đi. Dạ. Dạ được rồi, mời anh vô. Từ từ thôi anh. Xin mời. Đi về đi ông già, không có tiền mà chơi cái gì. Đi. Tôi là khách quen ở đây mà có lộn không vậy? Ông đã hai lần bị giam giữ, phải nhờ người nhà mang tiền tới chuộc. Nhưng mà luật mới chỉ cho phép một lần. Ông về đi. Không được, tôi trụ ở đây nhiều quá rồi, phải cho tôi gỡ chứ. Luật là luật, xin lỗi quý khách. Tôi cầm sổ đỏ được nhiều tiền lắm, cho tôi chơi đi. Đi. Cho tôi chơi đi. Còn điên hả? Sao dám đuổi khách? Hệ thống quản lý mới sẽ phân loại được khách hàng nào có giá trị sử dụng và khách hàng nào thì không. Cái ông vừa rồi á là tại vì đã bị giam hai lần rồi. Mà những đối tượng như vậy thì khô máu rồi, không nên dây dưa nữa. Mình chỉ nên tập trung vào những khách hàng nào tiềm năng thôi. Biết vậy, nhưng mà hắn sẽ chuồn qua sông khác. Không khác gì mình dâng tiền cho đối thủ, biết không? Ông yên tâm đi. Trong lúc ông đi, tôi đã áp dụng chương trình khuyến mãi là tặng 20% cho khách hàng nào mua trên 100 triệu một ngày. Ông nhìn vô sông đi, không còn một chỗ trống luôn đó. Cô tăng cái gì mà dữ thần vậy? Hả? Khách mà mua trên 100 triệu thì toàn là khách VIP không à. Mình phải thả con tép thì mới câu được con tôm chứ. Mà ông coi đi, cuối cùng thì có khách hàng nào ở trong sòng của mình mà thắng đâu. Tiền mình cũng chảy về túi của mình thôi. Dạ, đúng rồi đó anh Sủi. Mấy bữa nay doanh thu ngày nào cũng tăng hết trơn á. Kiểu này là anh phải mở thêm sòng mới thì mới đủ chỗ cho khách đó nha. Dạ đúng đại ca. Làm tốt lắm. Biết vậy thì ban đầu anh cho em lên cái chức này rồi.
Ông lên trên đó họp, kết quả làm sao rồi? Cũng tùm lum hết. Nhưng cái mẹ tôi đó, mình có an phận ở cái biên giới này được rồi. Miễn làm sao tiền vô túi càng nhiều càng tốt. Cố gắng đợi đi chị, lần sau thế nào cũng được mà. Mà em công nhận luôn nha, chiêu này của chị hay thiệt á. Những tay có tiền thì mất tiền, ngu ráng chịu. Còn những người dân lao động nghèo thì tránh được cảnh tan cửa nát nhà. Khả năng của mình chỉ biết giúp họ bằng cách này thôi. Bây giờ em đừng có sợ gì hết. Mình công khai, không sợ thằng nào con nào hết. Có ý kiến gì không giám sát? Đi em. Đêm nay xả láng. Cảm thấy khó chịu rồi đúng không? Tôi nghĩ người cảm thấy khó chịu phải là cô mới đúng chứ. Cái gì tới thì nó phải tới. Có nỗ lực ngăn cản cũng vô ích thôi. Nếu như là trước đây thì cô đã lồng lộn lên rồi. Vì hôm nay không phải hôm qua, và thế cờ cũng đã thay đổi rồi. Vậy chắc chắn là cô đã có một âm mưu gì đó rất ghê gớm, đè nén cơn ghê của mình lại, cho nên cô mới dễ dàng để Hải Lé cặp bồ như vậy. Anh tới đây kiếm ông Mười để đánh cờ hả? Tôi đi đâu đó là quyền của tôi. Tôi nhắc lại cho cô nhớ, tôi bây giờ đang là gì. Ngọc á thì đã theo Hải, ông Mười nhiều chuyện thì đã về sớm. Vậy thì hai nạn nhân như chúng ta có nên đồng cảm với nhau một bữa hay không? Tôi không phải Hải Lé, đừng mong là dùng điều gì ở tôi. Giờ này tụi bay tới đây làm gì vậy? Hả? Nhìn kìa, nhìn mặt yếu xìu vậy. Tụi em mò vô nhà nó mà có thấy ma nào đâu. Thấy có ông bà ngồi trên bàn thờ hả? Người ta tưởng tụi em ăn trộm á. Trời ơi, dí quýnh quá trời luôn. Chị muốn thục mạng luôn vậy. Tụi em đến chính, tụi em nói tụi em giang hồ. Nó nói giang hồ quýnh luôn. Nó quýnh tụi em á, vô hàng luôn. Tao thì không tin nổi. Nhà nó bình thường cũng rần rần mà, sao tự nhiên bây giờ vắng tanh là sao? Chị, em nhớ rồi. Em có chụp hình bả nè. Hình bả đó. Bả nào vậy? Nè, chị biết ai không? Em chụp hình trên bàn thờ á. Bà này là mẹ của con Ngọc mà. Trời. Lần tao xuống, bả còn đang mổ chân. Tại sao bây giờ lại chết đột ngột vậy? Có khi nào mổ chân này bác sĩ bắt lộn huyết chân kia rồi bà chết không? Mày hay quá. Ây da, giờ này mày còn giỡn nữa. Đúng rồi à. Tao hiểu rồi. Hiểu gì chị Diễm? Hèn gì nó dám mồi chài ông Hải để trả thù tao đó mà. Chị nói con Ngọc hả? Phải. Nó dám gù ông Hải đi qua đêm tới bây giờ chưa về. Trời ơi. Gì à? Vậy sao chị để yên cho nó? Để em nợ nó ăn trận cho.
Trời ơi, vậy dỗ nó làm chi? Để nó cho em mần thịt cho. Trời ơi, nó đã lắm. Mần nó sướng hết chỗ chơi luôn. Sướng cái đầu của mày á. Sướng cái đầu của mày á. Gì quýnh hoài vậy? Giỡn hoài. Chị định xử lý Ngọc sao đây chị? Nó tưởng nó gù được ông Hải là có thể leo lên đầu tao ngồi. Tao sẽ cho nó biết vị trí của ông Hải Lé và cả của nó là nằm ở chỗ nào. Em đang gọt táo cho anh ăn nè. Không phải là tối hôm qua anh mệt quá hay sao? Công nhận tối hôm qua em làm anh mệt thì. Nè, anh đừng có nói với em á là anh mệt quá rồi anh quên là đã hứa gì với em tối qua rồi nha. Không bao giờ. Có em là động lực để anh hạ con diệm. Nhiều khi anh luộc nó luôn cũng không chừng. Không cần anh phải làm như vậy. Chỉ cần con diệm nó trả đủ những gì nó nợ em, như vậy là đủ rồi. Anh sẽ lấy luôn cả vốn lẫn lời cho em. Anh làm được rồi mới nói nha. Anh xin thề, kỳ này anh không làm gỗi nó. Anh không còn là đàn ông nữa. Nếu không còn là đàn ông nữa thì đừng có hòng đụng tới em nha. Tính gài hàng anh hả? Anh đã đưa nó lên được vị trí như bây giờ thì anh cũng sẽ hạ nó xuống đường. Để đưa em lên, đó không phải là cách trả thù tốt nhất hay sao? Tại vì má em hay tin em với Hải Hiền gặp nạn cùng một lúc. Quá sốc, má em không có vượt qua nổi. Mai mốt anh dẫn đi shopping tiếp. Bây giờ là chỉ có dạo đầu thôi. Còn cái điện thoại này á, anh mua là chỉ được gọi cho anh thôi, không được gọi cho ai khác, nghe chưa? Gọi cho ai? Là thằng nào? Là mấy thằng khách của em đó. Thằng nào mà không có xin số.
em không bao giờ cho, nhớ không? Em biết rồi, điện thoại anh mua em chỉ để dành lâu lâu gọi về thăm gia đình thôi à. Vậy mới được chứ. Ông Hải dám cả gan đem con nhỏ nào về vậy? Tao thấy con nhỏ này quen quen, hình như là... Là cái gì mày? Mày mới nói ai con này con nọ vậy? Hả? Dạ. Mày hả tụi mày? Thôi đi anh, tụi nó không biết thì không có tội, bỏ qua đi anh ha. Từ bây giờ chị Ngọc muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, nhớ chưa? Dạ, dạ. Nhưng lỡ như chị Diễm... Ở đây không có con Diễm nào hết. Tụi bay là đàn em của tao hay là đàn em của con Diễm? Dạ, anh là đại ca của em. Tốt. Chào chị Hải cái coi. Chào chị Hải lé. Không có lé, tao mới lé. Dạ, dạ chào chị Hải, chị không Hải có lé. Cái đầu bò của mày. Ở đây chị Hải nào, ở đây. Thì anh Hải kêu tụi em. Mày á, thôi được rồi, cứ kêu tôi giống như mọi ngày đi. Nhưng mà nhớ những gì nãy giờ anh Hải nói nha. Dạ. Mày nghĩ mày là ai hả? Vậy chị nghĩ chị là ai? Tao là chủ của mày, chứ là ai? Từ đây sắp tới không còn như vậy nữa. Mày, mày dám thách thức tao hả, con quỷ? Thì sao? Từ đây sắp tới, có anh Hải chống lưng cho tôi rồi, tôi còn sợ gì chị nữa? Có đúng không anh? Đúng. Bà liêu hồn đó, còn ăn hiếp nhỏ Ngọc nữa hả? Tôi không tha cho bà đâu, rõ chưa? Dẹp ba cái trò ra qua lấy điểm đi. Con này chẳng qua chỉ là công cụ tình dục của ông thôi, đúng không? Không, là vợ sắp cưới của tôi. Vợ? Cưới hồi nào mà vợ? Vậy chứ bà tôi cưới hồi nào? Bà cũng bô bô cái miệng nói là vợ của tôi hả? Bà nói như vậy để bà giành vị trí này đúng không? À, thì ra ông nhắm nó để thay thế vị trí của tôi đúng không? Lâu lâu mà mới nói đúng một câu á. Còn nhiều trước quốc hết. Đi bà xã. Tụi bay, tụi bay theo ta hay theo Hải lé? Dạ, em theo chị Diễm. Đứa nào mà không theo anh Hải thì đứng yên tại chỗ. À, ở đâu đâu à, cái gì vậy? Lộn chuồng à, à, quên. Đi tụi bay. Dạ. Mày hả mày? Hù cao à? À, anh Tính hả? Anh đang ở đâu vậy? Em cần gặp anh gấp. Hiện thị phần thành phố bên anh đã nắm gần hết. Giờ các chú chỉ lo phát triển các tỉnh cho anh thôi. Anh Tính đã nói vậy thì tụi em đâu dám không làm. Thật ra thì bên anh cũng không dành miếng ăn của mấy chú đâu. Vì vậy tổ chức chỉ nhờ mấy chú phân phối giùm ma túy đá thôi. Tuyệt đối không dính dáng đến bảo kê hay là cho dây nặng lãi. Anh cũng biết, dính vào ma túy tuy là dễ hút bạc nhưng cũng dễ đi tù. Do đó tụi em cũng ngại. Không sao, chỉ phân phối ít hàng thử nghiệm thôi. Nếu có ăn thì mình mới làm lớn. Hơn nữa, bên tụi anh nè sẽ chiết khấu cho mấy chú thêm 40%. Quá hậu hĩnh rồi còn gì nữa. Đại ca, có chị Thư Diễm tới tìm. Thôi vậy đi, có gì mình liên lạc sau nghe. Dạ. Chào đại ca. Chào anh. Bằng nào vậy anh? À, tụi tình lễ lên quy phục mà. Ngồi đi em.
Anh biết em tới đây vì chuyện gì rồi đúng không? Chuyện hay lấy đó hả? Phải. Bây giờ hả? Hắn muốn đặt em xuống để đưa con Ngọc lên đó. Con Ngọc là con nào? Con Ngọc là cái con mà hôm trước dính líu tới cái chuyện của thằng Huy đó. À, cái vụ lụp xùm đó hả? Chà, bộ con Ngọc là phù thủy hay sao? Mà hết thằng Huy rồi thằng Hải Lé đều bị ếm bù hết. Anh phải xử lý giùm em vụ này đó. Nếu không á, em nuốt cái cục tức này không nổi đâu. Em cứ yên tâm, thằng Hải Lé vốn dĩ mê gái nên chỉ nhất thời xài con nhỏ kia thôi, chứ làm sao đẩy con nhỏ kia lên thế vị trí của em được. Tất nhiên là em không có lo chuyện đó rồi. Em á thì em quan tâm tới chuyện khác nữa. Chuyện gì? Anh á, anh hãy hạ bệ Hải Lé để cho em làm chủ nhân độc nhất của mảng nhà hàng karaoke nha. Em nè, tạm thời em ráng ở đó phòng của con My. Mấy bữa nữa anh chuyển con My qua phòng khác, anh sẽ nâng cấp phòng này để cho em ở được thoải mái hơn nghe. Em còn muốn cái phòng của mụ Diễm kìa, anh có làm được điều đó không? Được, nhưng mà phải cho anh thời gian. Như vậy thì em sẽ chờ. Vậy mới ngoan chứ. Mà em nhớ, tất cả đám ma cô trong này ngoại trừ thằng Tân Trọc và thằng Hoàng Hí ra, cả đám còn lại đều là lính của anh. Mụ Diễm sẽ không dám làm gì em đâu. Nhưng mà em còn muốn làm những điều tương tự mụ Diễm trước đây đã làm với em nữa. Em muốn chơi lại bà hả? Sao? Bộ anh cống rồi hả? Anh đâu có cống. Anh là Hải Lé chứ đâu phải Hải Thường. Nhưng anh chỉ sợ là mụ ta tàn bạo và độc ác. Em không đủ bản lĩnh để chọc quấy mụ ta đâu. Em chỉ cần anh bảo kê cho em như vậy là đủ rồi. Hơn nữa, mình phải kích mụ Diễm như vậy thì mới dễ dàng có cớ mà hạ bệ mụ ta chứ, đúng không? Được, nếu em nói như vậy thì em cứ tới bên đi. Anh cũng muốn hốt cốt con cọp cái đã lâu rồi. Hốt cốt nó để lấy xương cọp nấu cao hổ cốt uống chơi. Anh Huy, anh làm gì đứng lấp ló ngay trước phòng em vậy? Anh đứng ngoài cửa nhìn thấy hết rồi. Mày, anh Huy, vì mày đó mà bị người ta trù dập. Bây giờ mày trả ơn cho ân nhân mày như vậy sao? Đúng là đồ đê tiện, mày đi chết đi. Anh Huy, không thể nào, không thể nào như vậy được. Anh Huy,
Anh Quy, em có chuyện muốn nói với anh. Thì em đang nói chuyện với anh mà. Chắc là anh trách em nhiều lắm đúng không? Thất vọng thì đúng hơn. Sao vậy? Tại sao em quay trở về đây? Tại sao em chấp nhận làm chuyện đó? Anh còn cả trăm câu hỏi muốn hỏi em nữa kìa. Nhưng có lẽ bây giờ anh không còn hứng thú để chờ nghe em trả lời nữa. Anh Quy, anh Quy hiểu cho em. Em không còn cách nào khác hết. Chỉ có cách đó em mới trả thù được con Diễm thôi. Sẽ làm anh đau lòng. Anh biết tình cảm của em dành cho anh ra sao mà. Chỉ có điều là trong lúc này em cần phải sống lý trí hơn. Em hãy cứ sống theo cách của em muốn. Hải Lễ là một trong bốn tứ quyền lực, hơn nữa là kẻ đã đưa em lên vị trí ngày hôm nay. Nếu anh nghe lời em trút phế hắn thì giới giang hồ còn coi anh ra gì nữa. Hơn nữa có khả năng là hắn với đặc khu cùng nhau hợp sức quẩy tổ chức. Cái đó thì vô cùng nguy hiểm, em có biết không? Ai đó? Em đây. Vô lẹ đi em. Ủa, anh không tắm hả? Lúc này anh không còn tâm trạng đâu nghĩ tới chuyện đó nữa. Em có chuyện gì thì nói nhanh đi. Bộ anh bị lộ rồi sao mà hoảng hốt quá vậy? Cũng gần như vậy. Anh không giỡn với em chứ? Mém chút nữa anh đã bị vô trong rồi. Chuyện dài dòng lắm. Em chỉ cần biết là bây giờ anh sẽ án binh bất động. Nè, bên anh đang bị cấp trên soi rất kỹ, chỉ cần sơ sẩy một chút xíu là tiêu đời liền. Trời, nguy hiểm vậy hả anh? Anh Tính đã biết chuyện này chưa? Tình hình bây giờ đang rất căng thẳng, anh không muốn liên lạc với Tính Cùi nữa. Vậy sao anh lại chấp nhận gặp em? Vì em không phải là Tính Cùi. Hoạn nạn thì hoạn nạn, chứ bản chất đàn ông á thì luôn vậy mà. Em đừng có tưởng bở. Có thể là sẽ lâu lắm
anh mới gặp lại em. Vì sao thì em hiểu rồi. Ok, vậy anh giúp em lần cuối nha. Chuyện gì? Em và Hải Lé đang xung đột rất là dữ dội. Hắn muốn hất em ra khỏi tổ chức, em cũng vậy á. Nhưng mà không có thể hòa giải được. Một núi không thể có hai hổ. Vì vậy á, em mới nhờ tới Tính Cùi giải quyết giùm. Nhưng mà hắn á, hắn không có chịu về phía em. Vì vậy em muốn nhờ anh gây áp lực cho Tính Cùi phải không? Phải. Vì bây giờ em chỉ còn anh là chỗ dựa duy nhất thôi. Nếu là trước đây thì có thể được. Còn bây giờ thì anh phải lo giữ cái mạng của mình trước đã. Cả anh cũng từ chối em hả? Em nên nhớ, mọi quyết định sai lầm vào lúc này đều phải trả giá bằng cả cuộc đời. Trước khi vì em hay bất cứ ai, anh phải vì cái mạng của mình trước đã. Hãy hiểu cho anh. Chỉ có một câu nói thôi, có gì mà khó đâu. Một tiếng nói không có gì khó, nhưng xung quanh tiếng nói đó đang có hàng chục con mắt, hàng trăm đôi tay đang ngóng ra để theo dõi, nghe ngóng bất cứ động thái nào của anh và Tính Cùi. Chỉ như vậy cũng làm anh chết rồi. Nè, thông cảm cho anh nghe.